những ngày đầu tiên gặp nhau là mặc quần xà lỏn, xong rồi cái mặt cái áo khoác kéo cổ kín mít, lúc đó trời nó cũng lạnh lạnh, chân thì lông lá, xong rồi người thì gầy, xong rồi ngồi ở trước cửa nhà, ý là ngồi ở đầu hẻm nhà con mà một chân bắt lên trên cái xe vậy nè, đi cái xe quay của ba, cái xe quay từ cái đời Tống, còn đi xe cúp của người yêu cũ nữa, cúp của người yêu cũ luôn. Con đâu có biết là xe đó là của người yêu cũ của ổng đâu. Hả, tự nói hả? Không, là về sau cưới nhau rồi con đẻ con rồi, cái ba chồng con mới nói là mẹ nhốt con lại luôn, nhốt lại trong phòng luôn, gào khóc hay là mày có la hét hay là mày có muốn chia tay hay không thì cũng kệ, nhốt lại trong phòng luôn, mày khỏi đi đi đâu, khi nào mày bình tĩnh lại hay là mày ngủ giấc đi rồi sáng mai mày bình thường lại thì có nghĩa là hết chia tay. À, dạ, à, con tên là Tú Uyên, con 25 tuổi. Con đang sống ở Vũng Tàu, hiện tại con đang làm kinh doanh tự do. Con kinh doanh ngành gì con? Con vừa làm spa với lại vừa cùng với chồng làm start up công ty công nghệ cũng được chừng khoảng 3 năm rồi. Ở Vũng Tàu hả con? Dạ đúng rồi. Thôi mời con giới thiệu về mình. Dạ con là Hoàng. Dạ con bằng tuổi Uyên cũng 25. Dạ nhà con cách nhà Uyên có 500m à. Cái nữa là công việc con là lấy vợ giàu. Công việc con là lấy vợ giàu. Trời ơi, lấy vợ giàu. Rồi, hai đứa cách nhau 500m, cùng tuổi nữa. Thì chắc có lẽ đây là xuất phát điểm là hai bạn trước đây chắc là một mối tình thanh mai trúc mã. Dạ không phải. Đoán là gì không biết, đoán là cái gì. Cơ duyên nào mà các con hai đứa biết gặp nhau đó. Tụi con biết nhau qua app hẹn hò. Không có ai biết đến sự xuất hiện hay sự có mặt của ai ở trong cái cuộc đời nào hết. Trước đó là mặc dù là bạn này cũng là cũng đi hát đó, cũng nổi tiếng, nhưng mà con cũng không có biết. Đi hát trong mấy cái band nhạc ở dưới Vũng Tàu á. Rồi cũng nói chung là đi hát ở Vũng Tàu, ở Sài Gòn, ở Hà Nội là có nghĩa là chỗ nào bạn đến mình cũng đi hát hết. Đi hát trong các band rồi này kia, cũng đi chạy show rồi đó. Mà con không có biết, bạn cũng không biết con luôn. Mùng 1 Tết đó là con mới chia tay người yêu cũ á. Mối tình nó 4 năm thì cũng sang chứ tâm lý. Nên là lướt Tinder thì gặp bạn này, thấy cũng nói chung là nhìn thấy cũng vui vui, có nghĩa là nhìn trẻ trâu đó. Trẻ trâu đó. Nhìn không có mình làm như mình lớn tuổi lắm đó, không phải nhưng mà nhìn kỳ lắm, mặc áo bông rồi đó, rồi mặc quần xà lỏng, nói chung là nhìn không có, nói chung là không phải gu đâu, nhưng mà thấy không vui. Phải gu sao vô kết người ta, thấy mắc cười, với lại thấy cái để cái thông tin là dạy tiếng Anh á, thấy là dạy tiếng Anh tại nhà nên là nghĩ chắc là nói chuyện đi rồi có khi được dạy miễn phí hay sao đó, là sao đó. Thì con lên mạng con thấy hình của bả, cái lúc mà con nhắn tin bả con cũng không biết nói sao nhỉ, tại vì bả là có cái là xem bài tarot. Thì năm mới mà tại nó mới mùng 1, mùng 2 thì con thì thôi đi coi bói luôn, tiện coi bói. Con nhắn tin hỏi, thì con hỏi Tú ơi có xem bài tarot không? Thì nhắn hồi cái đó dính tới giờ. Bên này quẹt là muốn coi bài tarot, còn bên này nó quẹt là nó muốn đi học miễn phí. Miễn phí, đây tarot miễn phí luôn nè. Trời ơi. Rồi sau đó rồi bao lâu mới gặp nhau ngoài đời? Thì đến ngày mùng 4 thì ổng hẹn con đi chơi. Chỉ cái ngày đầu tiên gặp nhau là mặc quần xà lỏn, xong rồi cái áo khoác kéo cổ kín mít, lúc đó trời nó cũng lạnh lạnh, chân thì lông lá, xong rồi người thì gầy, xong rồi ngồi ở trước cửa nhà, ý là ngồi ở đầu hẻm nhà con mà một chân bắt lên trên cái xe vậy nè, đi cái xe quay của ba, cái xe quay từ cái đời Tống, vừa cái yên xe nó lộ nản thực sự, nản thực sự, nó khắc mắc một chỗ là nó nhìn nó nản rồi mà sao nó không quay vô. Con bé này nó có nản không nè, bây giờ hỏi bé này nè, lúc mà gặp bé này thì sao con? Thực ra thì cũng hơi lạc, tại trên hình lúc nó khác lắm. Ra gặp bà mặc đồ cũng giống con mà cũng quần xà lõn, cũng bông 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 vậy, xong rồi đã vậy người như con cọt khô á. Không phải, tại vì hồi đó con nghĩ là con đẹp hay là mặc gì cũng được. Đợt đó là không nói thẳng, đợt đó là con làm việc chính thì cũng ra tiền, kiểu gọi là thử lòng á, gọi là ăn mặc cho nó hơi bền xíu coi như thế nào. Sau này có như là cả hai đều không có một cái ấn tượng đẹp về nhau, vậy thì tại sao lên xe đi chung? Thì lịch sự chú, kiểu bây giờ mà đi vô thì cũng kỳ, tại vì cũng rủ con mấy ngày rồi mà con không đi, rủ từ mùng 2 Tết tới mùng 4 Tết là trời ơi mấy ngày gì dạ đầu mới có ngày mốt và rủ dai lắm mới có ngày mốt cái đi ra ngoài quán cà phê vỉa hè ngồi với lại bạn, xong rồi lúc đó lạnh lắm cái quay qua hỏi, xong rồi cái cũng im re luôn không nói gì hết, xong rồi thấy bạn thân của chồng con đó là cũng là bạn của con luôn đó, thì ổng kêu là mày có lạnh không? Cho mượn áo khoác nè, xong rồi cái đưa áo khoác cho con mượn. Xong rồi cha này cũng hỏi, bà có lạnh không? Cái con kêu là thôi được rồi. Cái kêu, vậy thôi, hay là kệ luôn, là cứ không có nhường gì hết. Nói chung là quải thực sự cho cái lần đầu tiên. Là quải lắm. Vậy mắc mới vậy có lần thứ hai. Đúng rồi. Thì xong rồi cái sau đó còn đi karaoke nữa. Thì ổng con cũng lạnh, xong rồi cái ông thấy cũng chắc. Xong rồi ổng nắm cái chân của con, nắm vô cho đỡ lạnh á, là không nắm tay mà là nắm cái chân. Xong rồi cái hôm đó tụi con đi chơi với nhau cũng đến gần sáng á, thì
thì cũng chỉ có đi lang thang ngoài đường, xong rồi cái vô trong cửa hàng tiện lợi ngồi nói chuyện là ổng cũng rào trước đón sau là tôi không có thích con gái phụ thuộc, tôi không có bao nuôi, tôi không có cho tiền đâu nha. Cái tôi nghĩ trong đầu là ai mượn ai cần đó, không có ý, không có nói gì hết á, tự nói luôn, tự kêu là phải đi làm rồi phải kiếm được tiền, nói chung là con gái là phải giỏi giang chứ không có được ở nhà ăn bám chồng, không có được này kia, tôi không thích. Nghe nè, sao chỗ phòng karaoke sao không nắm tay mà không nắm chân tay? Tại vì như người ta hay kể là lần đầu gặp mà nắm tay rồi chạm vô người là kỳ lắm. Nghĩ trong đầu chắc nắm chân, nói theo khoa học thì hình như là sửa chân ấm hơn, nên là thôi mình cứ nắm chân. Lần thứ hai có thay đổi không, có mặc quần dài không? Suýt tức là không có lần thứ hai là ổng cứ rủ con đi chơi, xong rồi cứ đến cứ cắt cái giờ hẹn tầm 5-10 phút là tôi đang ở tiệm nét đó bà, bà có đi chơi với tôi thì bà chạy ra ngoài này nha, ê hôm nay bác lên rồi bận rồi để hôm khác nha. Là đến lần thứ ba là con bốc hỏa rồi đó, là con kêu là thôi được rồi, thôi từ giờ về sau đừng có nhắn tin hay đừng nói chuyện gì nữa, tôi thấy là bạn không có tôn trọng tôi, nên thôi, nói chung là tôi thấy cũng không có hợp á. Tại vì cái lần đầu tiên gặp là ổng cứ đi với nhau đi rồi coi được đi được tới đâu đó, là có nghĩa là cũng ra vẻ là thích mình lắm á, mà vậy á là ba lần là cho con leo cây vậy đó. Còn đi mà, xe cúp của người yêu cũ nữa. Mà cúp của người yêu cũ luôn, con đâu có biết là xe đó là của người yêu cũ của ổng đâu. Mà tự nói hả? Không, là về sau cưới nhau rồi con đẻ con rồi cái ba chồng con mới nói là, và một ngày là ổng đi nhậu về ổng xỉn quá, cái ổng mới vô ổng kể là tao kể mày nghe này nè, là hả thằng Tý nó lấy xe của người ta, nó đi làm cho ba của người ta phải lên, phải từ Đồng Tháp lên tận nơi để lấy xe để lấy xe cúp về đó. Là lấy cái xe cúp đó chở con biết bao nhiêu lâu luôn á, là xe cúp người cái xe cúp cũng yêu cũ đó, là quen nhau không biết, con không biết quen nhau sao hay sao đó, không có xe hay sao mà lấy xe cúp của người ta, không tại tiện rồi chứ không, với lại đợt đó thời điểm đó công việc cũng bận nên là con quên luôn cái vụ gọi là đi gửi xe lại cho bạn kia. Thì người ta cũng có nhắc là đi gửi xe lại, thì con cũng đang tính đi gửi thời điểm đó thì cưới, tình cờ cưới xong thì thì chú xuống lấy xe. Ủa con, nhưng mà cái xe của con đâu, sao con lấy cái xe cúp đó con đi hoài vậy? Thời điểm đó là xe cộ thì ba đi chiếc, mẹ đi chiếc. Thì thôi còn chiếc đó mình đi chứ để không làm gì. Rồi con đi xe đó rồi con có cái lúc nào con nhớ tới cái người cũ không? Người đằng sau đó. Không. Chị ơi, chị hỏi gì sao mà nó dám nói có. Tới bao giờ thì bắt đầu con mới có cảm giác? Cái thời điểm là không có cái gì gọi là thấy được cái sự chân thành hết trơn á. Là giả sử giống con bị ốm đi nha, bạn gọi điện thoại bạn hỏi con là ốm hả? Ốm. Mệt không? Mệt. Vậy thôi nằm ở nhà nghỉ ngơi, tôi đang đi chơi với bạn này. Đói không? Đói. Có ăn gì không? Ăn. Vậy thôi bạn chạy xe của bạn qua đây, bạn chở tôi đi ăn đi. Là 12 giờ khuya rồi đó kêu. Rồi con có chạy không? Không, con đâu chạy. Tưởng đâu chạy là cũng lạ lắm. Chạy không? Có nghe nè, bộ sao đó giờ là cái bản tính là nó không có tình cảm, nó không có ngọt ngào, nó không sâu sắc được hả con? Không, lúc đó là con không nghĩ gì đâu. Đúng là thời điểm ham chơi, hay đi chơi ham game vui, rồi ham vui có chỗ đâu chứ. Không nghĩ gì. Nó không có một cái gì gọi là mình thích cả, mà tại sao lại chấp nhận và xây dựng một cái mối quan hệ lâu dài vậy đó. Tại vì con đòi chia tay mà không chịu. Bạn muốn chia tay là chuyện của bạn, còn tôi có đồng ý hay không là chuyện của tôi. Mà tôi không đồng ý là có nghĩa là không chia tay. Là có nghĩa là dai dữ lắm, là trong cái chuyện tình cảm đó bạn này rất là gia trưởng. Là có mấy lần là tụi con cãi nhau hay là như nào đó đi, thì mà lúc đó là bắt đầu là giãn dịch, là bắt đầu ở, là bắt đầu là làm công việc cùng với nhau, là sẽ ở với nhau nhiều hơn, rồi lại bị cùng làm chung một công việc. Là mẹ nhốt con lại luôn, nhốt lại trong phòng luôn. Gào khóc hay là mày có la hét hay là mày có muốn chia tay hay không thì cứ kệ mày. Nhốt lại trong phòng luôn, nhưng mày khỏi đi đâu khi nào mà hả? Mày bình tĩnh lại hay là mày ngủ giấc đi rồi sáng ngày mai mày bình thường lại thì có nghĩa là hết chia tay rồi đó. Thôi giờ nè, đến cái phần này, cái phần mà coi như ăn khách nhất của vợ chồng Son đó. Chắc con biết rồi đúng không? Đó, từ ngày cưới nhau về ở chung với nhau, con bé hiền hậu vậy đó, có tật xấu gì không? Dạ, nói nhiều với lại khó tính nữa. Hai đó rồi còn lại bình thường. Rồi đâu cái khó tính đâu, ví dụ đây. Không, đụng gì cũng chửi hết. Chửi hoài, ngày nào cũng chửi. Có làm gì cũng không vừa mắt bà. Nhiều khi sao ta nói sao mà không chửi được nè. Ngủ dậy á, chăn màn thì không xếp, đêm thì thức tới 4-5 giờ sáng. Đó bây giờ ngủ sáng này nè, khui luôn đi. Rồi khui. Rồi khui tật xấu. Game đúng không? Những game, dạ, game đúng không? Kể cả có không làm việc thì cũng game hoặc phim đến 4-5 giờ sáng. Rồi ngủ tới 1-2 giờ chiều. Xong rồi ngủ dậy là nhà cửa thì không dọn dẹp, bừa bộn nè, là quần cởi đâu quăng đó, áo cởi đâu là giục đó,
dớ rồi giày để cho mèo tha chó cắn. Bừa bộn nè, là game nè, kiểu thức khuya nè, rồi ăn uống không khoa học luôn. Là ban ngày hỏi có ăn gì không là không, mà đến đêm là 1-2 giờ sáng là bạn có ăn gì không, tôi đói bụng quá, tôi đi mua đồ ăn nha. Là 1-2 giờ khuya là sách tới đích đi mua đồ cái ăn. Cái đồng hồ này. Sinh học của bạn này là vậy, bị đảo lộn vậy. Cái bạn bắt đầu bạn thức cho tới 3-4 giờ sáng rồi bạn ngủ tới 1-2 giờ trưa thì ban ngày bạn ăn chi. Xong rồi nói với con này vậy nè, tôi mất ngủ. Chị chết quá, tôi mất ngủ. Tôi là con với bạn này cãi nhau mà căng thẳng nhất là cũng chỉ một việc đó thôi, là có nghĩa là cái giờ giấc sinh hoạt nó quá là phản khoa học. Nên là con rất là lo lắng là kiểu sức khỏe của bạn này sẽ như thế nào. Còn lại về tất cả những cái vấn đề khác giống như là bạn đi chơi hay gì đó, bạn đi câu cá, bạn làm ba đó, mà bạn đi câu cá một cái là bạn đi từ 12 giờ trưa tới 12 giờ khuya luôn, là có xứng đáng bị ăn chửi không? Câu ở giữa biển khơi hả con? Cái bạn này á là hai đứa chắc phải dắt tay nhau đi qua châu Âu ở. Cái giờ của bạn là cái giờ của người châu Âu á. Là mắc cười lắm, là sống vậy, là bạn sống kiểu vậy á. Rồi bừa bộn nữa. Ủa rồi nó ở với mẹ con rất là khó, mẹ con rất là khó tính. Thì qua ông nội này cái ngược lại hết. Cái rồi. Mình cũng bị sốc nữa. Rồi cái như cái đồng hồ sinh học nó trái nhau vậy. Dạ, rồi hai đứa dự định là khi nào có thêm đứa nữa? Con cũng biết à. Kiểu một ngày cũng ít gặp nhau lắm nha, mặc dù là vợ chồng nhưng mà cũng ít gặp nhau lắm. Tại vì sáng là con dậy con đi, con nấu, con mua cháo cho con, rồi con chăm con, xong rồi con tập thể dục, rồi con làm công việc của con nữa. Chỉ gặp nhau được tí xíu buổi tối, gặp nhau được tí xíu là con đi ngủ rồi. Những điều gì con muốn Hoàng thay đổi? Thì ra là con chỉ cần bạn là biết lo lắng với bản thân của mình thôi. Là trước mắt là chỉ cần là có trách nhiệm với bản thân mình là được. Thì hôm nay nhân cái dịp mà đến với chương trình Vợ Chồng Son, và vợ chồng có thể nói ra hết được những cái tâm tư, những cái bộc bạch ở trong lòng, thì trước khi kết thúc thì Hoàng có điều gì muốn nói với vợ mình không? Tại vì từ lúc mà bọn em cưới nhau đến thời điểm hiện tại thì tất cả mọi chuyện đều xảy ra, thứ nhất là quá nhanh, thứ hai nữa cái con đường mà vừa tới với nhau vừa làm ăn chung, tất cả mọi thứ nó đều khó khăn hết, là gần như tất cả những cái mà khó khăn là thời gian vừa rồi bọn em đã trải qua quá nhiều. Trước giờ là Hoàng nó có tỏ tình vậy đó? Đó là cứ đi với nhau thì là đến đâu có nhiều đâu. Rồi có cầu hôn con không? Dạ không. Tụi con đến với nhau á, mọi thứ nó rất là nhanh. Thời điểm này là con vẫn còn sớm khi mà có gia đình ở thời ở cái tuổi 25, thì huống chi là bạn Hoàng đó. Cho nên là sẽ có những lúc bạn sẽ hơi trẻ con một chút, bạn sẽ vô tâm một chút. Theo cô thì mình có thể chấp nhận được cho bạn trong khoảng 2-3 năm nữa, để cho bạn từ từ bạn sẽ tập trung hơn vào cái việc làm chồng, làm cha, đúng không? Thành ra bây giờ tụi con phải yêu nhau hơn nè, tụi con phải thấu hiểu cảm thông, cảm xúc với nhau hơn. Và để làm chi? Để đến năm khoảng 40 tuổi thôi là bắt đầu tụi con hưởng đó. Con bắt đầu rồi. Đi khắp thế giới đó. Rồi nha. Chú chúc cho hai vợ chồng nha, sẽ thay đổi và sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nha. Em tên là Huỳnh Diễm Thúy, hôm nay em 29 tuổi, hiện là nội trợ. Em tên là Lê Toanh, hiện nay em là kỹ sư cơ khí. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Em và anh gặp nhau trong sinh nhật của một chị bạn. Lúc đó thì em làm gì? Lúc đó em làm hướng dẫn viên. Bữa đó thì em cùng với đám bạn trai giống như ngồi trên phòng của bạn nói chuyện, thì tự nhiên có một cô bé giống như đi ngang qua, vô tình lúc đó thì em rất là nhìn lên nhìn, tự nhiên có một cảm giác giống như là một cái gì đó nó đúng như nó quen, đúng không? Tim mình như nó dừng lại. Cái hình nhìn của Hoài, em có cảm giác như ai theo dõi mình thôi, nhưng mà em cũng không hề để ý. Đúng rồi, em hỏi xem là cô bạn đó đã có bạn trai chưa, đã có bạn trai rồi. Lúc đó em hơi chưng hững xíu, nhưng mà quyết tâm dạ, quyết tâm với con. Bạn quyết tâm như thế nào? Trước đó thì em được một cô bạn giới thiệu với ảnh là có một người bạn của chị rất là thích em, anh đó rất thông minh, hiền, giỏi, gia đình gia giáo. Nhưng mà em nói là em đã có bạn trai rồi. Rồi sau đó em lại nhận được cuộc gọi điện thoại của anh. Anh mới nói là anh muốn hẹn gặp em. Em diễn lý do là em bận học mà em hay về trễ nữa, chắc là không gặp được. Em đi mua một bó hoa, em mua từ lúc 7 giờ tối ra khoảng 10 giờ mấy cũng mới về. Lúc đó em cũng chưa ăn uống gì, người cũng đói. Rồi sau này tới em tặng hôn hoa cho vợ em. Nói tặng em, hôm nay trễ rồi anh đi về. Trời đất, ồ vậy đó hả? Có đơn giản gì thôi à? Trời, mua hoa. Không, bởi vì bữa đó thì thật sự là người em cũng một là mình cũng lần đầu tiên tặng hoa mà cũng hơi run, hai là giống như cũng là trời cũng tối, đường cũng vắng, rồi em xin phép đi về. Lần thứ tiếp theo thì em muốn người tạo thêm một cái ấn tượng nữa. Tặng ấn tượng nữa? Dạ, em vẫn tặng hoa. nhưng mà cái lần tặng hoa kỳ này đó là Tuấn Anh có nói một cái câu gì khác với câu ban đầu không? Dạ không luôn ạ. Là chỉ là tặng hoa đó rồi xong rồi anh xin phép em đi về. Trời ơi, biết về đi học thôi ạ. Khi lần thứ hai thì nghe nói là không thích hoa nữa. Thì thôi mình nghĩ cái gì khác đi, mình tặng một cái gì nó có thiết thực hơn đi. Bạn tặng gì? Em quyết định tặng sữa.
ai chẳng tặng sữa. Bởi vì cơ bản là vợ em thì hồi đó là người cũng gầy gò, nó sao sao tặng sữa uống để bồi bổ. Rồi em cũng có từ chối nhưng mà dáng anh khệ nệ, khinh thùng sữa lên vai, đổ mồ hôi cái khinh lên đó, anh tặng em thùng sữa, em uống cho tẩm bổ. Anh về nha. Dạ đúng rồi. Nó cũng vậy nữa hả? Vậy anh về nha, chỉ có đủ cái chất liệu thôi. Dạ. Để em bảo theo ấn tượng cho vợ em thì em có viết thêm một bức thư. Wow. Và trong bức thư em không hề nói chữ yêu ở trong đó cả. Bức thư rất ngắn, gửi Thúy. Không biết thời bây giờ có ai còn gửi thư cho nhau nữa không? Anh muốn gửi cho em lá thư này để ghi lại những hình ảnh của em trong anh. Hình bóng của em ngày nào anh cũng nhớ, cả ban ngày lẫn ban đêm, rồi chấm hết tôi. Trời ơi. Dễ thương quá. Dễ em là không, cô thấy cái lá thư này rất xúc tích nhưng mà nó đang chứa đầy tình cảm ở trong đó. Dạ, em đọc lá thư đó thì em gần ra óc luôn đó. Nhưng mà thiệt em ấn tượng nhất là anh tặng em bức hình, một tấm hình vẽ lại từ tấm hình chân dung của em chụp, em gửi cho chị bạn vẽ lại giống y chang luôn. Anh cũng lên là tặng em. Rồi anh đi về. Rồi anh đi về. Hồi nãy khi chị bước lên là anh có thấy em cầm hai bức tranh. Dạ vâng, đây bức tranh đây, bức tranh em vẽ và em. Dạ. Giống không quý vị? Có nghĩa là tự tay em vẽ luôn. Dạ vâng, em. Cái bức hình này là em đúng như em lấy từ một cái tấm hình chụp nhỏ nhỏ. Em rất là ngưỡng mộ, nhìn tấm hình mà em cảm thấy là chỗ siêu lòng. Sau khi quá trình em quen bạn trai cũ thì đã chia tay, anh này cứ theo đuổi hoài, em cũng cho một cái gọi là cơ hội. Một chuyến đi Đà Lạt em gặp khách rất là khó tính, đoàn bị trục trặc nữa, em cũng khóc rất nhiều, không biết gọi ai hết, chỉ biết gọi anh thôi. Tâm sự cái anh nói là hỏi em nè, em có cần anh lên hay không? Mà lúc đó là Tết nữa chị. Cái em mới nói là Tết như vậy sao anh lên được. Anh nói là em chỉ cần trả lời là cần hay không. Em giả bộ nói là cần, em nghĩ là anh sẽ không lên thôi. Sẽ cần. Lúc đó là chiều tối em đi dẫn đoàn về là em thấy anh, em cảm động chứ. Vừa gặp bạn gái mình thì có nói câu hỏi về nghe không? À không, bữa đó thì bởi vì em sợ lắm. Em lên là từ vừa nghe. Dạ em lên là từ buổi sáng thì em phải bắt xe che chạy 3-4 tiếng mới tới gần trưa chiều. Và em lúc đó là đi đang dẫn tour đi, tức là gần tối thì mới gặp được. Rồi xong em qua nổi và em được vài câu, rồi sáng hôm sau em mới bắt về chứ anh. Vậy việc lúc nào thì bạn mới nói được cái tình của mình, tỏ ra cho bạn gái biết? Cái đó là cái bữa đó, ngày lễ tình nhân đó anh. Bữa đó thì em cứ chơi ở nhà em hoài, cái em nói ủa anh hôm nay có anh biết ngày gì không? Cái anh nói ủa ngày gì? Cái nói trời ơi ngày hôm nay ngày tình yêu ai cũng đi chơi, chẳng lẽ anh hỏi đây không? Cái anh mới kêu cái thôi em vô tắm đi, rồi anh đi về. Thôi vậy hả? Có thật sự em, bởi vì em muốn có tạo một cái ấn tượng mà giống như mang cái hơi hướng của bà bất ngờ. Em chuẩn bị một cái giống biệt gặp trong á, em cắt hình trái tim và em mua thùng sơn màu đỏ này. Nhà và em lúc đó ở bên chung cư thì đó, em ở dưới nhà thì ngay đường á, em ở em sơn là lúc khoảng 7 giờ mấy người ta nhìn vô em cũng ngại lắm. Rồi sau đó giống như khi xong hết rồi thì em mới gọi cho vợ em ra, thì vợ em đứng lên trên ban công, đứng ra ngoài bước ra thì em nhìn xuống dưới thì em đứng ở dưới. Dạ, và với một trái tim màu đỏ. Em nhìn thấy hình trái tim là em rất bất ngờ rồi anh. Trái tim to là to nữa chứ. Mà trước cửa nhà người ta. Có bị mang vô không? Dạ thì có, ngày hôm sau cũng có người hỏi ai dễ em cái trái tim đây. Ồ vậy đó hả? Như vậy thì chị cảm giác là chắc là tụi em sẽ lãng mạn lắm đây. Chắc là nói ra anh chị sẽ bị sốc mà. Mấy cái lãng mạn đó không còn nữa chị. Thiệt không? Không có tin hay không có tin? Không tin. Không tin. Sau khi cưới thì hả, những ngày như sinh nhật em thì có gửi lời chúc mừng. Còn những ngày lễ 8 tháng 3, ngày lễ tình nhân, kỷ niệm ngày cưới thì không thể để ý tới. Cơ bản em nghĩ vậy này, sau khi giống như là mình lấy nhau thành vợ chồng hết rồi thì bây giờ em đi làm đúng không? Thì tiền lương này nọ thì em đưa hết cho vợ em giống như kiểm soát hết rồi. Và giống như mua quà cho vợ thì em nghĩ thôi một cành hoa hay gì cùng lắm hai vợ chồng cùng nhau đi ăn. Cần gì phải tạo như một cái gì sốc là chi. Vậy có khi nào mà em nói mà chồng em không nghe không? Dạ thì chồng em thì rất là gia trưởng, thì hầu hết là mọi chuyện đều là anh quyết hết. Em muốn là vợ em giống như là sáng thì nấu cơm, rồi quần áo thì ủi cho em để em mặc đi làm. Và em muốn giống như vợ em chia sẻ cho em tất cả mọi chuyện, đừng giấu giếm em chuyện gì cả. Có bao giờ em giấu giếm chồng gì không? Dạ có. Thì có một anh cũng chơi thân, ảnh ở dưới quê, anh mới nhờ em là đứng tên mua xe giùm ảnh, thì để anh trả góp. Em mới thấy không có vấn đề gì mà mình giúp được người ta. Bữa đó thì anh đó trả tiền xe trả góp á trễ, công ty tín dụng gọi cho em, lúc đó thì điện thoại em trong túi anh. Tự nhiên là có một người ở đó gọi điện thoại tới bảo là chị Thúy ơi, chị tới hẹn trả tiền rồi, mua trả góp lấy xe. Nghe lập tức em trả lời liền, ủa chị có gọi lộn số không? Bởi vì cơ bản là vợ em không muốn xe nào đâu.
hồi sau nữa họ lại gọi điện thoại tới tiếp. Hôm nay mới nói là chị có thể nói rõ hơn được không, nói đúng tên họ tên chứng minh thư luôn, số nhà luôn. Rồi họ nói thêm câu nữa, vợ anh mua cái xe mà anh không biết à. Nói câu đó là em giống như là lửa giận trong người đó. Mà em lại hỏi vợ em là em có làm cái gì giấu anh không. Em giấu mà em sợ anh lại la, cho nên em nói là dạ không, để em tìm hiểu coi sự việc như thế nào. Em gọi anh đó, tại sao mà không đóng tiền xe mà lại làm phiền em như vậy á. Rồi thì người đó đang đi công tác, cái em mới về em khai thật với anh đó. Anh cũng giận lắm, giận đùng đùng đạp cái bàn. Cái em vừa khóc em vừa nói với mẹ kể hết. Anh thì anh bỏ giận đi ra ngoài ngoài đường luôn. Bữa đó là thật sự là em rất là nóng, tại vì từ sáng em đã hỏi 2-3 câu rồi, em có làm gì không, rồi em nói là không, em cứ suy nghĩ quẩn hoài. Tại sao hàng ngàn câu hỏi tại sao ra cho em. Lúc đó tự nhiên cái người em nó bực quát mà tại sao với lại lừa dối lần này đó. Kiềm chế không được. Vâng, thì em đập cái bàn rồi sau em bỏ ra ngoài suy nghĩ, thấy như là cái câu chuyện thật sự cốt lõi nó cũng không có vấn đề gì cả. Thực ra thì sau cái lần đó rồi thì các bạn còn có những cái lần nào nó tương tự như vậy không? À không, từ đó trở đi giống như là vợ em lại đúng ra là mọi thứ thì lại chia sẻ hết với em. Nhưng có vấn đề gì thì nói hết, em cảm thấy rất là thoải mái. Vậy thì bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Anh bớt nóng tính lại. À, cái đó em nghĩ là nếu mà vợ em hỗ trợ em bằng cách giống như là khi mà em nóng giận chẳng hạn, thì em muốn câu hỏi tại sao thì có cái câu trả lời nó rõ ràng. Mà ngay thì lúc đó thì đâu có chuyện gì xảy ra đúng không anh? Thì em muốn là giống như là vợ em sẽ chia sẻ với em nhiều hơn. Bây giờ dùm thử vậy nè, cái ngày lễ đó em tặng chồng em thử coi, giống như là em như tấm gương vậy đó, em tự em làm trước đi, tự nhiên chồng em sẽ thấy rằng khi nào chồng em mệt, tự nhiên vợ rủ đi coi phim, vợ tặng mình một cái món đồ mà mình thích, tự nhiên thấy nhẹ lòng, thấy hạnh phúc sướng. Thì tự động chồng em sẽ thấy được rằng à, mình sướng như vậy thì vợ mình khi nhận được những cái điều mà mình quan tâm vậy cũng sướng theo. Đúng không? Em cứ thử một thời gian thử coi làm sao. Dạ. À, xin cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Em tên là Lê Thanh Minh, nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Dạ. Như vậy gì là giống giặc chứ sợ đó, luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện. Dạ, nè, đúng không? Dạ. Mà em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ, công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi. Dạ. À, là ở đâu em? Dạ, ở Bình Dương ạ. À, em ở Bình Dương. Dạ. Tiệc tùng là ổng cung cấp hết. Trời ơi, thành phố Bình Dương bây giờ rộng lớn mà hạ tầng cơ sở là số 1 luôn. Chị mới xuống Bình Dương, chị mới xuống 2-3 bữa trước. Ở đây dạ. Thôi, một cái khoảng mà diện tích không bao nhiêu mà có tới 3 cư dân của 3 thành phố khác nhau luôn. Quá dữ luôn. Thành phố Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức. Thành phố Ukraine. Đó, Ukraine. Cư dân Ukraine nhưng mà sống tại thành phố Thủ Đức. Dạ. Đó. Ở Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ, em 37 tuổi à. Nè, tổ chức sự kiện xong không có MC là ổng nhào lên làm MC luôn. Đó. Dạ đúng ạ. Em bao hết luôn. Bao sân luôn? Dạ. Chà, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu cho mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi. Sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À, cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Đoán hả? À, chắc lẽ là cái bên mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị, không ra, vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị làm một cái tổ chức một buổi lễ hoành tráng, sau đó nhìn thấy cô gái đẹp quá ông cô luôn, đúng không? Dạ, cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. Rồi, không nhìn cái tình cảm quá đặc biệt luôn. Là hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ, có nghĩa là trên chiếc xe đó mới biết nhau. Em thấy dễ thương quá, em tán luôn từ đó. Rồi, bây giờ kể luôn đi. Đó. Dạ, thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh, cách nhau một cây cầu Cần Thơ thôi ạ. Thì xui sao mà hai người ngồi gần nhau, chung ghế luôn. Hơn chứ. Dạ. Hơn sao á. Rồi ngồi gần nhau. Thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em sao nói vậy? Nhiều quá. Em nói nhiều quá nghe, em ơi, em tên gì vậy? Là Tuyết. Cái là không có quen á chị. Tức là dạ. Tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ, thành ra dạ. Em bị lầy lội mà em không dạ, biết. Tự lầy lội mà trở thành bị vô duyên mà dạ, không hề biết. Đúng rồi chị. Đúng không? Dạ, em nói đó, cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Mà nói mà bất cần, coi như là nhìn thấy thái độ người ta
Hên là cách ông này ông nói nhiều dữ. Cái rảnh đường đi đúng không? Dạ không. Kế bên luôn hả? Kế bên luôn. Kế bên luôn. Đó, trời, xui cho em, cái là xui cho em mà không né được luôn. Một hàng ghế luôn. Rồi, dạ sao nè. Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Sao mà nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần cái trạm dừng chân đó ạ. Dạ, có cái trạm dừng chân giữa đường á. Dạ xuống thì em coi coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó, là em cũng mò thấy mò tiếp. Em ơi, anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh ngồi kế tỏ, tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cháu nội? Cái gì vậy? Có quen biết cái đâu mà ăn trưa? Cái này. Nhưng mà rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em... À ngồi chứ em lì lắm. Đó, em không lì là không có ngày hôm nay. Có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Nhưng mà em dân miền Tây mình hay gọi là gì là dê đó không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dê, nhìn ông dê lúc đó dê lắm, nói nhiều mà còn dê nữa mà dê mà dê đạo lộ luôn. Trời ơi. Thấy có đụng tay đụng chân chứ. Chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó, tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng rồi. Cái kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng đó. Đúng dạ, rồi, không, đúng. Em ngủ, em giả bộ ngủ. Chứ em không hề buồn ngủ. Nhưng mà dựa vô cái là thô ra. Trời ơi. Kỳ hết sức. Rồi bây giờ nè. Em ghê thiệt luôn. Dạ. Vô ngồi cái chiều cái chiều. Tới cái lúc mà tính tiền thì ai trả? Em mới vừa kêu với cơm ra ăn thôi, cái ổng đứng từ xa ổng tìm coi em ngồi ở đâu. Tìm cho bằng được, em mới vừa ăn được nửa dĩa cơm thôi là ổng lại ổng ngồi trước mặt em liền. Xong rồi em không ăn cơm được, tại vì ổng ngồi kế bên mà ổng nói nhiều nữa, em không ăn được, ngại nữa. Ông này sao mà ổng vô duyên mà ổng nói nhiều nữa. Thôi em bỏ luôn dĩa cơm, tính tiền đi ra luôn. Em tính luôn. Em tính luôn. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Dạ. Lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Có gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn, vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên đây, qua có cái cầu Cần Thơ à. Mời đúng cà phê liền luôn. Ủa sao vậy em? Gần xuống xe là anh nói nhiều lắm. Anh nói mà sao mà xin được cái số điện thoại đó, mình thôi mình kệ, ổng nói nhiều quá cho đại đi. Cho đại đi, nói nhiều quá nhức đầu quá, thôi mình cho luôn cái số điện thoại. Em cũng không nghĩ gì đâu, về cũng không trông mong gọi điện hay nhắn tin gì cả, mà ổng điện miết rồi ổng nhắn tin miết luôn. Nhưng mà thật ra là trong tâm là không muốn cho đúng không? Không muốn cho mà nói nhiều quá dai nữa. Cho rồi đúng rồi. Vậy lý do gì mà sau đó ta rủ đi cà phê lại đi? Đó. Lúc đó là học, đang còn học bên Cần Thơ á, là nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa là phải ngồi. Là lúc đó là ngồi trong quán cà phê đó, rồi nói thôi hẹn ổng ra đây ngồi luôn. Nói chuyện. Ổng hẹn hay là em hẹn? Hẹn trước rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình nghỉ buổi trưa, mình đi học xong buổi trưa, giờ nghỉ trưa đó. Rồi mình thôi kêu, thôi em đang ở đây nè, thôi lại đi. Đó là nói chuyện. Không nhiều lần đầu tiên là hai đứa là đi ăn cơm hay là đi uống cà phê? Uống cà phê thôi ạ. Ai rủ? Em rủ. Mà rủ đi cà phê thanh thiên bạch nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng? Dạ cái có này mấy loại cà phê mà, cà phê giống nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tum. Cái tum, cà phê tum. Cái tum cà phê tum. Dạ, cái tum á. Thì nó có cái màn sáo. Xuống vô trọng ai thích xả xuống thì xả. Mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu, tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà làm rủ vô đó. Dạ em rủ. Là em đi vô cà phê tum. Cà phê tâm. Mà lần có kéo màn không? Đó. Lần đầu tiên là rủ vợ là đi cà phê tâm. Cà phê tâm. Mà em có biết cái vụ cà phê tâm, cà phê lùm, cà phê tròi không? Ý là chỉ đi điểm thôi, nhưng mà em cũng đi theo, chạy theo sau mà hai xe có đậu cái xe. Đó rồi xong rồi. Tiêu rồi. Xong rồi tiêu rồi. Dắt tự nhiên dắt mình vô trong này. Rồi. Rồi sao? Cái đầu cái thôi kệ mình cứ vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì nhưng thôi. Nhưng mà biết ổng về lắm rồi đó. Mà cũng vô tâm. Mà cũng vô. Mà có vô không? Gọi là có thích em cái chuyện đó. Có kéo màn không? Mà kiểu dối lòng thôi. Thì phải thích thì ta vô rồi. Nhưng mà có kéo màn không? Ổng vô ổng kéo màn hạ hạ nửa phân nửa thôi. Ý là lịch sự thôi. Mình nắm tay nắm đồ. Sập xuống cái là em về liền luôn á. Phân nửa thôi, cũng biết khôn, kéo phân nửa thôi. Biết khôn á. Rồi sao? Dạ thì vô làm sao? Tức là em cũng phải đi từ từ. Đó, em mình phải đánh từ từ vào, chứ mà vô chụp tay cái là về liền. Máu cam liền. Đó nên em cũng dò từ từ, em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Kêu nước đồ ra rồi cũng ngồi. Thì cũng kể là quê nội ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Ví dụ là anh rất là thiếu tình cảm. Ý vậy luôn vậy. Có luôn. Sao mà chị đúng tìm đen em luôn. Anh giận như chị anh đang tự bươn chải tự lập. Đó, có nghĩa là tự số ấp mình đó. Dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Mới đi nghĩa vụ về, kia đi quân trong quân đội ra này kia, thiếu thốn tình cảm này đó. Đúng không? Trời. Bên này có động lòng không? Nghe phải động được. Trời ơi, yêu bằng tay mà em nói sao vậy? Rồi sao? Rồi cái tay có có. Đi gì nè.
Rồi giờ nắm tới đâu nè? Giờ đâu em thử em làm lại đi coi coi. Đây. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Cái nó cũng giật lại. Giật đó. Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la. Cái gì vậy? Nó má đâu la đây, má không có má đâu nữa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật tay nữa. Quê vậy. Có nghĩa là tới là có nghĩa là gần tới nách thôi là. Như có điện á. Dạ. Như có điện. Nhưng mà sao bữa đó thường về? Á biết không, có những người á là vậy nè, ngồi vậy nè xong là vậy thôi đó, mày để tay tay mày bị đê quá vậy nè, vậy nè đó, vậy nè đó. Em biết sao không, anh á thì xe hoài ấy vậy đó, xe hoài á, anh đi nghỉ vụ về xong là cuộc sống anh nó cứ cô đơn vậy mà, xe hoài đâu có xe, từ từ nó xe lên đó chứ búp ba y vậy luôn à, y vậy luôn đó. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn. Ủa sao vậy? Chạy luôn, chạy luôn. Sao vậy? Kiểu bị sợ. Sợ. Sợ ông ta ghê đúng không? Dạ, dạ. Đó, xong mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? Có nghĩa là sau quá đó em thấy bị chạy mất dép mà. Đầu về thì xui vô cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác, mà có em thì xuống. Lúc đó em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Em cũng với lại cái này là bây giờ mới nói chứ mà sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quýnh em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó, em có tỏ tình vậy đó, cái kiểu mà mình si cua vậy đó, thả thì chỗ nào đó, cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm, nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối rồi. Dạ cũng rối lắm, em sợ ế luôn á, tại bước qua cái đó nó là khó lắm luôn. Có cái mã này mà có cái miệng nữa để cho người ta kể. Rồi sau thì cũng em cũng văng là cũng năm ba cô vậy đó. Thì về vợ em mất số điện thoại. Em thì còn, vợ em mất điện thoại là mất luôn số. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy okay, nghiêm túc, tại vì không giật lại đúng không, thì thằng khác nó cũng giật lại. Trong đầu em nghĩ vậy. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi, nó sấn rồi. Đó thì em mới suy nghĩ đầu điện đấy, anh Minh nè, hỏi anh Minh nào nữa chứ. Đúng rồi. Em không quan tâm luôn. Mỗi qua mà đúng không? Bắt đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn đi, giờ cũng chuẩn bị bước qua. Ngon rồi, được rồi. Chuẩn bị bước qua 31 rồi. Đó. Nó thôi giờ mình cưới nhau nha em. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc rồi, em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người hỏi cưới con kìa. Rồi mẹ nói sao? Ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy, nó ở trên Bình Phước á. Trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nói ra rồi. Nói rồi sao? Cái nó thôi mày về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Con trẻ mà, dạ. Đó. Về có kể cho mẹ nghe là đó thì anh dắt con vô tôm hay chưa? Giờ lên sóng chắc biết. Không có dám, giờ không biết nào. Rồi khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ rồi sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Dạ. Nhưng mà trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Vẫn còn có lãng mạn không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Mến mến là hết sợ rồi đó. Dạ. Là từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý. Nó hỏi thăm rồi ăn sáng ăn trưa thường xuyên vậy đó. Dạ. Thấy cũng thấy cảm thấy gần gũi. Dạ. Rồi cái lúc mà anh nói là anh xin cưới em làm vợ đó. Dạ. Là trong đầu em là em có nghĩ là em sẽ làm vợ anh không? Lúc đó em cũng muốn định lập gia đình rồi. Mà vì người miền Tây mà người ta cũng mê tín dị đoan lắm. Em cũng đi coi bói đấy chứ. Em mới nói, em mới coi tuổi ảnh với coi tuổi em. Cái thờ thấy hai tuổi này cũng hợp. Thôi giờ mình yêu ổng cũng 50%. Thôi giờ 50% còn lại để tin tin vào cái tuổi tác. Dạ. Sau này mình còn vun đắp thêm. Tại em tuổi Sửu. Dạ. Vợ em tuổi Dậu. Dạ. Là nằm trong tam hạp. Dạ. Dạ. Bao lâu thì em mới hỏi cưới luôn? Dạ có nghĩa là cái nhắn tin đó là sau 3 tháng là em qua dạm ngõ đám hỏi đám cưới luôn. Là có nghĩa là dạm ngõ với đám cưới là gần đúng. Nhau đúng không? Dạ gần nhau. Ok, ngồi đứng chút xíu. Chùi răng. Em bị găng cái son á, son đi lên. Lên đi cưng. Lên nào. Vui quá, mình vui quá. Giọng này giọng lên em si tiệt cười chết luôn á. Okay. Dạ, Lê Nam á, kiểu của em. Dạ. Giống Lê Nam á. Em có biết anh Lê Nam? Dạ biết. Đó. Em là học trò của anh Khang, cũng mới quay cái số Bà Chồng Son vừa rồi, Nguyễn Khang. Nguyễn Khang. Dạ. Dancer á. Dạ. Rồi tiếp tục. Rồi, như vậy là coi như là 3 tháng. Sau 3 tháng. Sau một quý tháng. Một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về Vinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa đủ hết. Lễ luôn, ba lễ luôn. Rồi nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm. Dạ, giá đúng trị rồi. Đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Lúc mới yêu người ta thì dắt vô tâm vô trời.
mà tới chừng người ta đồng ý rồi á, là tại sao không tới luôn mà là tại vì em nghĩ bây giờ cũng sắp cưới rồi à. Để cho nó đem tân hôn cho nó tưng bừng dạ. Đêm đó có tưng bừng pháo hoa không? Dạ tưng bừng luôn, em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. Nhưng mà nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Dạ vợ em có em cảm giác gì vui nữa. Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui hả? Mà ổng vui không? Ổng vô không có nói nữa không em? Đi tân hôn có nói không? Ăn nhiều thứ ngon lắm để chuẩn bị mà. Dạ. Rồi còn nói nhiều không? Hay đêm tân hôn có nói nhiều lúc ấy chỉ có im lặng thôi không, hay cái là buổi tối không nói anh Thuận à. Cái buổi tối không nói ừ. Cái buổi mà tắt đèn là không nói là chỉ làm việc thôi ừ à. Dạ à. Còn tới giờ này thì em sáng cũng... đèn là bắt đầu nói dạ. Đúng rồi, đúng là tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi ừ. kêu em đặt đàn bà luôn á phải nói nhá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ổng nói là ổng nói vui hay là ổng nói mà mình cảm thấy bị phiền phức á, bị cạm ràm á, nói nó có nhiều cách dạ. Nói nha. Cảm thấy phiền phức, cạm ràm. Dạ. Cạm ràm vợ hả? Dạ. Thôi cái đó để bây giờ sẵn cho kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi, em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh dạ. Xấu sao nè. Nói nhiều nè, kỹ tính, sạch sẽ. Nói chung là thí dụ như cái vấn đề sạch sẽ là sao mà là tật xấu ta? Có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc rồi phải ra ngoài sân. Còn mới là chỗ nào mà đông người mà có thuốc hút hay là khói bụi gì đó là đưa con vô nhà liền à. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt. Đó, lau sạch mà sẽ. Mà ai lau? Ai là người? Ảnh lau. Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á là người ta ăn nhậu đúng không? Ảnh không có đâu. Dọn dẹp lau nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm. Ừ. Một ngày có thể lau 3-4 lần luôn á. Tại vì có con nhỏ mà. Có con em. Ừ. Thì em giải thích tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Kỹ tính nhưng mà em nói nhiều. Nói trời ơi con không được cho coi điện thoại ờ. Ngủ nó phải để điện thoại xa con ra nó sống ừ. Rồi nó hại ờ. Rồi bụi bặm đồ nói chung là như con nít đó cái phổi ừ. Nó yếu ừ. Đó, em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi ừ. Là ba vợ em á ừ. Hút thuốc phải ra ngoài sân ừ. Nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ ừ. Nói nhà tao mà nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á là em nói sao mà để ông dạ. Đi à, nói ba ơi có con nhỏ có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm nó bị ho nên là ba đã sang hút thuốc cũng bực lắm ừ. Nhưng mà vì sức khỏe của cháu của cháu dạ, à, dạ, 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 cũng thành thói quen á dạ, ba em cũng thành thói quen ra ngoài rồi sao nữa có ghen tuông rồi có không tiệc đó là em không ghen nha không ổng ổng á đang kể thật xấu ổng nha hay dê dê lắm đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em mà trong khi có vợ mình đi theo nữa mình em cũng bình thường không sao hết kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó đó thì đồng nghiệp bình thường mà chị ừ. Dạ. Dạ. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm dữ dằn ủa dạ. Nhưng mà em đi dạy thôi mà dạ em chỉ gặp phụ huynh thôi không chứ lẽ ghen với học sinh mà mầm non thì bởi vì không, em mới nói đó em ghen với phụ huynh của học sinh đó nghĩ sao mà thời buổi bây giờ mà đi rước con thì mẹ đi rước đi bố đi rước không à ê đụng chạm nghe đụng chạm nặng luôn đó đó tôi là cởi cái sơ mi này ra là về là tôi đi rước con tôi không đó. Mấy ông bố kỳ thiệt để mẹ đi rước đi bố đi rước không à không rước ở đầu đứng mình nói ủa tại em con em cũng học chung trường đó luôn con em mấy tháng rồi con dạ, em mấy tuổi ba tuổi rồi. Dạ cứ vô kiểu là đứng đồ nói chuyện con, với cô hả? Nói cứ nói như là phụ huynh á trao đổi với dạ, cô trao đổi rồi con nó sao á thì em ghen anh vô duyên tiếp khúc đó đó sao tôi ghen có cái biểu hiện mặt mũi mình sao cái thái độ là trừ mắt em thôi rồi về là em im luôn có tại vì vợ em mà nó biết em giận dễ lắm tại vì em không giận là em nói đúng mà em im giận là im là em im là nó ủa gì vậy sao vậy tại vì em im là em giận mắt giống như đang phụ huynh mà đang nói chuyện là đứng từ ngoài xa đứng sau lưng dạ. Ông phụ huynh đứng phía sau lưng ông phụ huynh nha nhìn vợ đúng rồi một cái một đúng rồi đã đúng rồi. Vậy hả mà không biết cái con nhiều vậy cái nói ít chứ còn về quê em nhiều khi em xách xem đi chợ cũng không cho đi đi chợ mua đồ ăn cũng không cho đi sợ mấy ông bán heo á giống như là thả hổ về gừng vậy đó sợ đi lung tung ghen dữ vậy em không biết luôn mà mặc dù là mình xong rồi mình nói ủa có gì đâu ghen ta ừ. Nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè tí nó ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn em á ghen nữa đó kỳ em là cái máu nó là cái máu hay sao á mặc dù là em đi với mấy dancer DJ rồi nhiều lúc ca sĩ rồi thì cũng gặp kè chụp hình thì cũng bình thường mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường nhưng mà em thì lại ghen
Em không hiểu cái đó là ăn vô máu à. Thôi gì đi, ăn vô máu là ghen bệnh rồi, cái đó ghen bị bệnh á. Thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ. Đúng rồi, nhìn mặt vợ em mất công nó nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Mình đi hoặc là nhìn chị nè đó. em ơi em mà không biết sao, không biết cái này có thuốc chữa không ta, cái có thuốc gì không chứ mà em ghen quá, nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị. Ghen bị máu rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà đó giờ em có bắt gặp cái trận nào không mà dạ sao? Không thì giờ em đâu có gì đâu, nhưng mà ý là ghen vu vơ phong long là ghen tưởng tượng em, thì ghen trong tâm trí á. Thì bữa đó là em nhớ em đi show về 12 giờ đêm rồi, về nhà cũng mệt, về không thấy vợ đâu hết. Alo, đang đâu vậy? Gằn giọng quýnh liền, quýnh quán liền. Em đang đi làm đẹp spa mà cái bà chủ đó, bà điện ngược cho em, chị xin lỗi em, dạ vậy chị làm trễ quá, mấy cái công đoạn này trễ quá, là quýnh quán hết trơn. Là không giữ vợ, không từ lúc vợ cưới tới giờ là chưa có đi qua khoảng 10 giờ, bữa đó làm tới 12 giờ đêm, trời sợ quá rồi. Quạo quọ đúng không? Quạo quọ đi về không thấy em đâu, sợ xe cổ, đứng xe cổ thứ hai mới đi không, chơi trong đầu nghĩ, trong đầu nhảy số vậy, tưởng đi với thằng nào đó. Không thiệt, cái đó là thật sự luôn. Em điện là đang đâu, dữ dằn lắm, trời đầu là đầu nhắn tin liền, em đang spa rồi, kiểu làm chạy một phát một luôn, chưa thay đổi là chết. Đứng ở ngoài cái coi, em thấy nhắn coi tin có cái xe đó không, em nhắn tin liền đó, anh ơi đừng có vô nghe, đừng có la âm sùm nha, em xin lỗi liên tục luôn. Mà này cũng sợ ổng sợ cái miệng nào giờ đó. Nào giờ đâu có đi qua đêm vậy đâu, đi tới khuya vậy đâu, chứ lại sợ bị la nữa. Mình anh nói thiệt, đó giờ là em có chửi lộn với tao, mình chửi bên bên ngoài hay chửi với chửi lộn á, gây lộn với phụ nữ, lộn với con trai đùa. À, em nghĩ là cũng không gây lộn, nhưng mà cứ như trong công việc mà có gì đó thì cũng có tranh luận, cũng quyết liệt. Biết sao nổi gì không, cái giọng của em nó nói chung là nó chèn bẹt à, nó hay lắm. Em gây lộn với ai không ai gây lợi em đâu. Đó chứ, anh nói thật còn nói như vậy mà. Chết em luôn. Rồi giờ còn tật xấu gì nữa không? Hả? Còn tật xấu gì nữa không? Cô giáo? Dạ không. Có không nhiều còn thôi. Gì nữa đâu. Dạ. Hết rồi phải không? Dạ dạ. Ghen thôi, ghen bệnh. Dạ dạ đúng rồi. Ghen bệnh là quá sạch sẽ. Dạ. Lèm bèm. Dạ, đúng rồi. Rồi còn bà có tật xấu gì không cưng? Tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha. Bệnh đó, bây giờ mà em phải khui chứ. Ừ, nghĩa là lợi của mình mà. Em tại sao em lèm bèm nè, có nghĩa là em nói cái đó rồi một lần, hai lần, ba lần, 10 lần luôn không thay đổi. Mà cái việc nhỏ đó, ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi, thằng con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu, mà mới nó xài từ năm 1 tuổi mấy đó, giờ 3 tuổi lại xài, nó tự lướt tự coi TikTok rành. Dạ đó, thì tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ không ấy còn mày. Đó, rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà đồ cho nó sạch sẽ đồ để cho con cái có sức khỏe thì vậy đó. Đó là mặc dù là em nhắc 1-2-3 lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ là sao, hay là ý là cố tình chống đối. Đó. Cái nghe không phải im lặng là đồng ý, mà im lặng mày tao không làm mày làm gì tao. Đó, em vậy mới thắc mắc như vậy thôi. Im lặng trong sự chống đối. Dạ. Thì rồi. Có như vậy là không có chú tâm vô những cái lời mà chồng nói đó, chồng đúng không? Cho nên là chồng nổi điên, chồng lèm bèm tiếp. Dạ. Luôn. Có khi nào mà em nói mà nó không đúng thời điểm không? Cho nên bà mới bực. Dạ, có những lúc thì cũng không đúng thời điểm, ví dụ như vợ đi làm về mệt. Ví dụ vậy, nhưng mà cũng có những lúc là đang thông thả, cũng đang bấm điện thoại. Thì nói thì cũng vậy thôi chứ không có sửa. Có nghĩa là hiện giờ chồng vợ của em đang bị bệnh ghiền điện thoại đúng không? Bị ghiền dạ, điện thoại. Dạ, bị ghiền điện thoại. Vậy là bấm điện thoại suốt. Dạ. Thì nói chung là cái này là cũng có một phần là ngoài làm giáo viên thì bán online rồi đó. Thì cũng có, nhưng mà em nói hạn chế thôi, bán cho vui thôi cũng được. Tại vì kinh tế thì cũng không phải là mình phải để làm những việc đó. Em còn cấm luôn mà. Em nói vợ em cũng thích là vui rồi vậy đó. Mấy phụ huynh đồ tăng hay đặt hàng rồi đó. Cứ cầm điện thoại miết. Tại muốn thôi để lo cho con. Dạ. Rồi còn gì nữa nè. Hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30... Em 37. 37 rồi. Dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mấy cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, trong khoảng tháng nay á, tối đi ngủ rồi tắt đèn hết rồi, anh ơi cho em nhát, cho em nhát nữa. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có ba, chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi, coi như là với lại là vợ em là đẻ mổ thì phải sau ba năm thì nó mới có sức khỏe, với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa nó mới ổn định. Là giờ em đang muốn con đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng bị hợp tuổi luôn, tại năm nay năm Sửu. Đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao,
Em không, nói thôi ngủ đi em. Tại sao vậy? Thì nãy em vẫn thích là em chưa muốn có thêm đứa nữa. Không thì cái chuyện có con là một chuyện, còn cái chuyện mà nhà nhắc này nhắc nọ lại là một chuyện khác. Dạ nhiều lúc sợ lỡ cái nó không kế hoạch được cái nó dính luôn là khổ. Trời rồi em bắt vợ em coi như là dạ. Ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Trời nó nghĩa trong 3 năm nay. Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch anh. À. Dạ. Chứ tưởng đâu cho nhịn đói 3 năm là mà em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh. Đứa nữa đi anh. Ta thèm luôn á. Ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không? Mà phải mới mổ cách đây mấy 3 năm thôi, có phải ít nhất phải 5 năm. Không, phải 2 năm là có thể có con được rồi. Dạ. Nghe. Dạ. Nghe, 2 năm là có con được rồi. Rồi. Vậy xong thì... đó này anh cho em đứa nha. Anh thử nói 2 năm là anh yên tâm rồi. Cảm ơn anh nhỏ. Dạ. Nhưng mà bây giờ phải làm liền đi. Dạ. Chứ không là nó qua tới năm sau đó. Ý, giờ là qua năm sau rồi. Là năm sửu, đó đến năm nay mà. Năm sửu. Năm nay. Nhưng mà bây giờ mà có là năm sau mới đẻ. Không, nếu bây giờ có liền là nguyên con luôn. Ừ. Bây giờ là mới tháng giêng. Em sao vậy? Bây giờ mới tháng giêng à. Đúng rồi. Nguyên con trâu luôn. Đêm nay tranh thủ luôn em ơi. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm dùng cái note lại. Ghi lại và sửa một lần hai lần là phải sửa để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con đồ nó phát triển đó, là phải nghe ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu. Ừ. Để xong hỏi em ơi cái đó đâu không có hay nhớ quên. Luôn đó là hay quên đó. Dạ. Dạ. Tật hay quên. Dạ, nữa đó. Dạ. Cũng là một tật xấu á. Dạ. 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 À, mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Dạ. Rồi nha em yêu. Rồi tới em yêu đó là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô, hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện nhận chủ gì tới nơi là lo làm không lo ăn, người hay uống những lon nước ngọt rồi đó, hay uống không mà uống cà phê lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ, là dạ, thay cơm bằng sáng. Nước đó nguy hiểm nha. Dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh, nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ. Bớt nói nhiều hay là bỏ luôn? Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói là bảo đảm luôn, anh không nói nhiều nữa. Ừ. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Bị bệnh. Không có được rồi, phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Ừ. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt. Quá mệt. Mệt lắm luôn chứ đâu. Ghen mà... cái đầu nó quay. Ừ. Nó không làm ăn được luôn á. Mà chị nói. Dạ. Thêm nữa nè. Tự nhiên mình ghen á, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Ừ. Thiệt luôn, tự tại nhiên mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy, mặc kèo. Chị phải ghen. Tại vì vợ em nhỏ em tới 8 tuổi lận đó, nên là sợ hả? Sợ. Không hề, chị nói em á, bây giờ hả, những cái chuyện mà chứ là hơn một giáp hơn hai giáp là chuyện rất là bình thường, mà xu thế là mấy cái cô gái á, mà có chồng lớn hơn tuổi á, là nếu mà biết đúng đường là mê chết luôn, mê chồng á. Dạ. Mê mà không những là mê mà còn thần tượng chồng mình nữa. Ừ. Em hiểu không, chứ mắc mới vậy em phải ghen. Trời em kèo trên mà sao phải ghen trời. Ừ. Dạ cha. Ừ. Xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị hôm là ngày em tin biệt. Chị đi chị. Dạ. Nói chị nói nghiêm túc, tại vì tự nhiên ghen á, tự nhiên thấy người mình nó bị hạ xuống. Dạ. Ví dụ như ghen, ví dụ đi, chị nói ví dụ ghen ai mà không có. Dạ. Yêu là phải ghen. Dạ. Nhưng mà mình phải biết giấu tất cả những đó, mình trong showbiz mà. Dạ. Mình phải giấu lại chứ, để. Dạ. Mà cái tư thế mình nó khác chứ. Đúng. Dạ. Rồi. Trời ơi, chứ tự nhiên. Xong tự này nhiên... về em lật kèo lại. Lật kèo lại chứ không chị. Nữa. Lật kèo lại. Đi đi em. Chà. Thoải mái đi. Cho một đứa nhỏ. Cho một thằng con trai con gái rồi. Trai rồi. Trai rồi. Một thêm đứa con gái nằm sủ cho tôi. Trời. Dạ. Ơi, hiểu không? Là nhốt chân ở nhà luôn. Dạ. Dạ. Hết chuyện bây giờ. Mong muốn vợ mình đừng nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Trời ơi, giờ mà công trường người ta mất sở hữu đó. Thì nghe. Dạ. Thì phụ huynh nữ đi đứa con rồi. Thôi, không có nghe nữa. Mỗi nhà mỗi cảnh mà nhà ông nội này nè, có bao giờ mà xả đi đứa con đâu. Dạ. Ông nội này ông đi tôi không? Đi vậy đi. Là tôi anh... là tôi rảnh là tôi đi đứa con. À, nhưng mà chị bật mí cho em một điều nghe. Những cái ông mà đàn ông mà đi rước con thường là những người rất thương vợ và rất thương con. Ừ. À em để ý giùm chị cái đó nghe. Dạ. Chi tiết đó. Cho nên em yên tâm là người ta không có bị gọi là say nắng một. Dạ. Người nào khác đâu, bởi vì phải thực sự thương vợ thương con người ta mới nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Dạ. Đó, đó. Là, đây. Điển hình là anh Quốc Thuận. Ừ. Đúng. Dạ. Chính xác luôn. Tôi khẳng định luôn, tôi chưa bao giờ tôi ghen với vợ tôi một gì cả. Dạ. Sống rất là vui vẻ nghe. Rồi sống an nhàn lắm. Thảnh thơi nữa nha. Vậy cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy. Thay đổi nha, nhớ và nha. Và chúc cho hai em. Dạ. Luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng xuất hiện. Dạ. Sinh nhật.
trâu, trâu nữ, trâu vàng. Và trâu hôm nữ. Nay cái ngày cũng đặc biệt luôn, là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn. Hành động đi. Happy birthday. Vậy là tối nay luôn nha. Yeah. Nào, tối nay đó, tặng một con người. Dạ. Nhớ nghe, nhớ. Hành động đi em. Đó, em okay. Có cái gì đặc biệt để mà bày tỏ với vợ không? Dạ em thì xưa giờ em hay làm bất ngờ không à. Nghĩa là sinh nhật 28 tháng 3, 14 tháng 2 là từ lúc cưới đến giờ luôn, là em nhiều lúc đang dạy trong trường á, buổi trưa luôn. Em. Gì vậy đang như vậy? Đầu ra tặng quà. À. Bây giờ hôm nay thì ngày hôm nay em cũng đó, đứng lên đi. Có luôn. Wow, trời ơi. Nặng ký luôn á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời, gánh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi. Tới này nha, tới này nha. Dạ, tới này à. Tròn nhát nha. Dạ. Rồi, happy birthday dạ, em dạ, nghe. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai em. Sau đây là đi kiếm Yến ăn vô lấy dưỡng sức, cái tối nay là dễ sợ lắm á. Rồi, chúc chút nữa chúng ta gặp lại.